chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ ra quy định cấm đảng viên Đảng Cộng sản nhập cư, nhập tịch. Đảng viên Đảng Cộng sản hoặc bất kỳ đảng độc tài nào sẽ không được nhập tịch Mỹ theo thông báo của Sở Di trú Mỹ USCIS hôm thứ Sáu ngày 2 tháng 10. Mục đích của thông cáo là giải thích bảng hướng dẫn chính sách của chính phủ Mỹ về việc cấm nhập tịch vì lý do là thành viên hoặc có liên hệ với Đảng Cộng sản hay bất kỳ đảng độc tài nào khác. Đây là hình ảnh một buổi tuyên thệ nhập tịch quốc tịch Mỹ tại New York. Gia nhập hoặc liên hệ với Đảng Cộng sản hay bất kỳ một đảng độc tài khác là đi ngược lại và không phù hợp với lời tuyên thệ nhập quốc tịch Mỹ, trong đó bao gồm lời thề hỗ trợ và bảo vệ hiến pháp cũng như luật pháp Mỹ, theo thông cáo chia sẻ. Quy định mới này là một phần trong bộ luật rộng hơn đã được Quốc hội thông qua nhằm chống những mối đe dọa về an toàn và an ninh cho nước Mỹ, thông cáo cho hay. Nhìn chung, trừ trường hợp được miễn, bất kỳ người nhập cư nào là thành viên hoặc liên hệ với Đảng Cộng sản hay bất kỳ đảng độc tài nào khác hoặc các tổ chức liên quan ở trong nước hay ngoại quốc đều bị cấm nhập quốc tịch Mỹ, thông cáo đã viết. Việc Mỹ không cấp visa cho các đảng viên Cộng sản là điều đã có từ lâu, và hướng dẫn mới đây của Sở Di trú là để yêu cầu các nhân viên di trú thực hiện chính sách này một cách gắt gao hơn. Một luật sư gốc Việt chuyên về di trú đã giải thích như vậy với đài VOA. Hôm 2 tháng 10, Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ ban hành hướng dẫn thực thi nhập cư ngăn không cho các thành viên của một đảng Cộng sản hoặc của một đảng chuyên chế tương tự được cấp quy chế thường trú nhân hoặc được nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Thông báo của Sở Di trú viết, nói chung, trừ khi được miễn trừ, bất kỳ người nào có ý định nhập cư mà là đảng viên hoặc người trực tiếp thuộc Đảng Cộng sản hoặc bất kỳ đảng toàn trị nào khác, dù trong nước hay ở nước ngoài, đều không thể được Hoa Kỳ chấp nhận. Sở Di trú cũng nói đây là một phần của một bộ luật lớn hơn đã được Quốc hội thông qua nhằm đối phó với các mối đe dọa đối với an ninh và an toàn của Mỹ. Động thái này diễn ra giữa bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng. Mặc dù thông báo không nêu đích danh Đảng Cộng sản Trung Quốc, vốn chỉ có 90 triệu đảng viên, nhưng nó đã dẫn đến một khía cạnh mới trong cuộc đối đầu tiếp diễn giữa Bắc Kinh và Washington. Ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập của tờ Hoàn Cầu Thời báo, vốn có lập trường bảo thủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có cái nhìn tích cực về sự thay đổi này. Ông nói rằng, việc Mỹ đề ra hạn chế này sẽ giúp Bắc Kinh giữ được nhiều nhân tài ở Trung Quốc. Ông viết trên trang tweet như sau, nhiều tài năng xuất chúng ở Trung Quốc là đảng viên Đảng Cộng sản. Đây là hình ảnh đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc xếp hình đảng kỳ vào ngày 28 tháng 6 năm 2019 tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Theo hướng dẫn của Sở Di trú Mỹ, có thể cứu xét ngoại lệ nếu đảng viên nào đó chứng minh được họ gia nhập Đảng Cộng sản vì miếng cơm manh áo, để có công ăn việc làm hoặc vì có nhu cầu thiết yếu khác của cuộc sống. Quy định này chỉ nhắm vào các visa sang Mỹ định cư mà thôi. Còn các loại thị thực khác như du học, du lịch hay làm việc đều được cấp bình thường cho các đảng viên Đảng Cộng sản. Theo luật sư di trú Khanh Phạm hiện đang hành nghề tại Texas. Luật sư Khanh cũng cho biết quy định này đã có từ lâu và đã được áp dụng nhiều lần rồi, và bây giờ chỉ là siết chặt hơn mà thôi. Theo dẫn giải của chuyên gia này, nếu đảng viên Đảng Cộng sản có chức trách trong bộ máy chính quyền thì phải ra khỏi đảng 5 năm trở lên, còn đảng viên thường trú thì phải ra khỏi đảng 2 năm trở lên mới được xét cho cư trú hay trở thành công dân Hoa Kỳ. Rời khỏi đảng phải có giấy của bên đảng chấp nhận cho anh rời khỏi đảng, chứ không phải giấy anh nộp vào đảng để xin ra. Luật sư Khanh đã nhấn mạnh như vậy. Ông cũng cho biết thêm một số trường hợp được miễn trừ, bao gồm những đảng viên nào chứng minh được rằng họ có thân nhân đang thường trú hay đã nhập tịch Mỹ và người thân này sẽ gặp khốn đốn nếu không có họ bên cạnh, và rằng chính bản thân họ phải có tiền sử và thân nhân tốt, không phạm tội. Phải thỏa mãn có 3 điều kiện này thì mới được quyền miễn trừ. Luật sư Khanh đã nêu rõ như vậy. Một trường hợp khác có thể được miễn trừ là phải chứng minh được anh bị cưỡng ép phải vào đảng, nếu không thì bị đàn áp hay trù dập, ông nói thêm. Luật sư Khanh lưu ý, chính sách này áp dụng đối với từng đương sự, nên nếu những ai không phải là đảng viên Đảng Cộng sản, cho dù họ có người thân là đảng viên đi chăng nữa, thì cũng không bị ảnh hưởng. Đây là hình ảnh hướng dẫn mới của Sở Di trú Hoa Kỳ mùng 2 tháng 10 về cấm nhập cư đối với thành viên của Đảng Cộng sản hoặc bất kỳ đảng toàn trị nào. Chính sách này dựa trên một đạo luật có từ năm 1918, vốn phân ra những người Cộng sản, người vô chính phủ và những người khác là những mối đe dọa an ninh đối với nước Mỹ. Đạo luật an ninh nội bộ vào năm 1950
là đạo luật đầu tiên loại trừ thành viên của các đảng Cộng sản hoặc là đảng toàn trị được nhập tịch trở thành công dân Mỹ. Không có số liệu chính thức cho biết có bao nhiêu đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc có thẻ xanh thường trú hoặc đã nhập quốc tịch tại Mỹ. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành một số chiến dịch trấn áp quan chức chính phủ có thẻ xanh ở Mỹ hoặc hộ chiếu nước ngoài. Theo điều lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các thành viên sẽ đối mặt với việc khai trừ ra khỏi đảng vì chuyển ra nước ngoài cư trú và luật pháp Trung Quốc cấm người dân có hai quốc tịch. Theo Viện Chính sách Di cư, trong năm 2018, Mỹ có 2,5 triệu người di dân đến từ Trung Quốc. Cùng năm đó, Trung Quốc chiếm 67.000 trong số 1,1 triệu người được cấp quy chế thường trú ở Mỹ, đứng thứ 3 sau Mexico và Cuba. Hầu hết tất cả các quan chức chính phủ, giám đốc của các công ty quốc doanh và giới chức tại các cơ quan công quyền của Trung Quốc đều là đảng viên Đảng Cộng sản. Và phe diều hâu chống Trung Quốc ở Washington đang cố tách người dân Trung Quốc ra khỏi Đảng Cộng sản cầm quyền. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Hôm 1 tháng 10, nhân quốc khánh Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gửi lời chúc mừng tới người dân Trung Quốc. Bắc Kinh đáp trả bằng cách nói rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm tách Đảng Cộng sản cầm quyền ra khỏi người dân Trung Quốc chắc chắn sẽ thất bại. Trước đây, các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ từng tính tới chuyện cấm đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc bước chân vào nước Mỹ. Thông tin đó đã được đưa ra theo tường thuật của hãng Reuters và New York Times. Vì sao chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thắt chặt chính sách cấm đảng viên Đảng Cộng sản nhập cư? Câu hỏi đặt ra. Giới chuyên gia luật trí chú nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng quy định cấm đảng viên Đảng Cộng sản nhập cư vào Hoa Kỳ đã có từ thập niên 1950. Nhưng động thái mới nhất của cơ quan di trú và nhập tịch cho thấy sự cứng rắn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với sự đe dọa ngày càng tăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quy định mới của cơ quan nhập cư Mỹ vào ngày 2 tháng 10 không đề cập đến một quốc gia cụ thể, nhưng nhấn mạnh rằng quy định này áp dụng cho Đảng Cộng sản của bất kỳ quốc gia nước ngoài nào hoặc bất kỳ phân khu chính trị hoặc địa lý nào của bất kỳ quốc gia nước ngoài nào. Trong thông cáo báo chí cho biết, ngoại trừ trường hợp được miễn trừ, các đảng viên hoặc người liên kết với Đảng Cộng sản hoặc bất kỳ đảng toàn trị nào sẽ bị cấm nhập cảnh với mục đích định cư và cơ sở cấm nhập cảnh đối với tư cách thành viên hoặc người liên kết với Đảng Cộng sản hoặc bất kỳ đảng độc tài nào khác là một phần của bộ luật rộng hơn được Quốc hội thông qua nhằm giải quyết các mối đe dọa đối với sự an toàn và an ninh của Hoa Kỳ. Theo định nghĩa của Tổ chức Nhập cư Mỹ, chế độ độc tài toàn trị hay chủ nghĩa toàn trị đề cập đến các hệ thống chính trị hoặc chính phủ có hai đặc trưng bao gồm sự tồn tại của một đảng chính trị duy nhất được tổ chức trên cơ sở độc tài và có sự đồng nhất giữa đảng đó với chính sách của chính phủ của quốc gia mà đảng đó tồn tại, đến mức đảng và chính phủ đó tạo thành một đơn vị không thể phân biệt được và có sự đàn áp cưỡng bức đối với đảng đối lập. Vào tháng 9 năm 2020, một báo cáo của nhóm nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ có tên Lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc chỉ ra rằng các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc tìm cách thực hiện các hành vi bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Họ đã sử dụng và sẽ tiếp tục sử dụng các chương trình định cư và lỗ hổng luật pháp của Mỹ và chính sách nhập cư để nhập cảnh vào đất nước ở đây lâu dài và cuối cùng trở thành công dân Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh Yuen Tang, nữ quân nhân Trung Quốc sau thời gian ẩn náu tại lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố San Francisco đã bị bắt vì che giấu mối liên hệ thực sự của họ với quân đội Trung Quốc. Trong báo cáo, nhóm các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng thắc mắc tại sao luật nhập cư và quốc tịch Hoa Kỳ không nêu cụ thể thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị cấm nhập cảnh cho mục đích định cư như sau. Tổ chức nhập cư không ngăn cản cụ thể các thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ để lưu trú tại Hoa Kỳ. Báo cáo còn dẫn lời giám đốc của tổ chức FBI đã nói, chính phủ Trung Quốc đã cố gắng lôi kéo các nhà khoa học để bí mật mang kiến thức và sự đổi mới của chúng ta vào Trung Quốc. Và họ sử dụng hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ để làm điều này. Trường hợp nhà khoa học Trung Quốc Đàm Hoành Tiến đánh cắp bí mật của Mỹ là một ví dụ, báo cáo cho biết. Ngoài ra, báo cáo của nhóm CTF cũng nói rằng chương trình định cư nhận thẻ xanh bằng hình thức đầu tư EB-5 là một trong những chương trình được nhiều đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng. Theo đó, có đến 80% trong số gần 10.000 visa EB-5 trong thời gian 2012-2018 đã được cấp cho các nhà đầu tư sinh ra ở Trung Quốc. Theo thống kê của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, trong giai đoạn 2000-2018, có đến 695.425 người Trung Quốc được nhận quy chế thường trú nhân tại Mỹ. Nhiều nhất là vào năm 2011, có
có đến 51.510 người. Riêng quý 1 năm 2020 có 15.428 người Trung Quốc được cấp thẻ xanh ở Mỹ. Thống kê của lực lượng này cho thấy có 11.772 người Việt Nam, 3.998 người Cuba nhận thẻ xanh ở Mỹ trong quý 1 năm 2020. Đây là hình ảnh Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc mới đây đã xin ra khỏi Quốc hội để giữ lại quốc tịch đảo Ship mà ông đã phải chi, được cho rằng với giá tối thiểu 2,5 triệu đô la để được xem xét cho nhập quốc tịch. Nhận định về chương trình EB5 được các đảng viên từ Trung Quốc, Việt Nam sử dụng để nhận thẻ xanh tại Mỹ, luật sư Jennifer Hà ở Utah đã chia sẻ với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như sau. Hiện giờ, một phong trào có rất nhiều người, khi có điều kiện thì họ đi dạng đầu tư. Theo đó, các nhà môi giới khuyến khích họ đầu tư trước, rồi sau đó họ rút tên ra khỏi đảng sau, vì thời gian chờ phỏng vấn visa cho dạng đầu tư hiện thời là khoảng 5 năm. Sau đó, họ nộp một bức thư có công chứng nói rằng họ chính thức được chấp thuận rút tên ra khỏi đảng và đến khi phỏng vấn thì họ chính thức công khai trước đây từng là đảng viên và nay đã ra khỏi đảng. Và như vậy, hồ sơ của họ vẫn được chấp thuận như bình thường. Luật sư Jennifer Hà cho biết thêm rằng có một hình thức nữa là các đảng viên không trực tiếp đầu tư mà để con cái của họ đứng tên đầu tư sau khi con cái của họ có visa du học tại Mỹ và như vậy các con của họ cũng có thẻ xanh sau đó. Với thời gian 5 năm chờ phỏng vấn visa EB5 hay một khoảng thời gian ngắn hơn cho các hình thức là công dân Mỹ được bảo lãnh cho cha mẹ, thì các đảng viên bình thường hoàn toàn có đủ thời gian để tự nguyện xin ra khỏi tổ chức của đảng, miễn là trước ngày phỏng vấn 2 năm theo quy định về các trường hợp miễn trừ của tổ chức tại Mỹ. Cũng theo Tổ chức Nhập cư Mỹ, quy định này đối với các đảng viên là quan chức và đảm nhận vai trò quản lý nhà nước và chính quyền là 5 năm. Luật sư Jennifer Hà cũng nhận định rằng quy định mới của Tổ chức Nhập cư Mỹ thật ra cũng đã có từ lâu, nay chỉ nhắc lại. Hướng dẫn của Tổ chức Nhập cư Mỹ cũng không có sự khác biệt gì so với những quy định trước đây. Trước nay, Sở Di trú cũng như chính quyền Hoa Kỳ đã cấm những người đã là thành viên của Đảng Cộng sản nhập cư vào Mỹ. Luật sư Jennifer Hà cũng nêu nhận định như sau. Tôi nhận thấy ngay từ trước kỳ bầu cử đưa ra thông tin này chỉ là để nhắc nhở những người đi bỏ phiếu rằng chúng tôi đang phản đối Trung Quốc để kêu gọi lá phiếu của họ. Một trong các nỗ lực khác của các nhà lập pháp Hoa Kỳ từ tháng 6 năm nay, các dân biểu Hạ viện đã vận động dự luật HE-7224 nhằm sửa đổi một phần của đạo luật di cư và di trú, trong đó cấm đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận thẻ xanh ở Hoa Kỳ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 7 tháng 10 năm 2020 với bản tin Mỹ ra quy định cấm đảng viên Đảng Cộng sản nhập cư, nhập tịch. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.